là bất ngờ. Chúng tôi vừa nhận được một tin vô cùng sốt dẻo. Nhà ga cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa đón một đoàn 12 cô gái Nga vô cùng xinh đẹp về phục vụ chương trình Một Thoáng Nước Nga. Vâng, ngay sau đây xin mời các anh các chị và các bạn cùng đến với ca khúc Cây Liễu do các cô gái Nga xinh xắn của chúng ta trình bày. Một tràng vỗ tay dành cho các cô gái Nga của chúng ta.